tận thế, điện thoại di động, hệ thống, thế giới chân thật, trò chơi hóa, trọng sinh, zombie, khoa học viễn tưởng, trò chơi hoạt hình, xuyên qua, dị năng thức tỉnh, ngón tay vàng, thiên ngoại thiên thạch rơi xuống bắt bán cầu một cái xa xôi trong thành thị nhỏ, tiết lộ virus giống như sương mù dày đặc đồng dạng nhanh chóng khuếch tán, nhân loại biến thành tan thi, thành thị rơi vào tay giặc. Tiêu giao điện thoại di động kết nối không biết mạng không dây, ngoài ý muốn đổi mới thu được nghịch thiên điện thoại di động hệ thống hiện thực biến thành một cái trò chơi thế giới. Tiêu giao cho rằng mình là nhân vật chính của vị diện này, đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú Mỹ, nguyện vọng tốt đẹp đi lên đỉnh cao của cuộc đời sắp tới. Nhưng chờ đợi hắn lại là một âm mưu kinh thiên. Nhân vật chính Tiêu giao, dịp tâm như, hạ mạc, hạ hân, tiểu thuyết Mấu chốt. Tận thế điện thoại di động hệ thống không đạn cửa sổ, tận thế điện thoại di động hệ thống TXT toàn tập đao loa tận thế điện thoại di động hệ thống chương mới nhất đọc. Chương 1 Hiện thực biến thành một cái trò chơi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Đỡ không đỡ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Lần thứ nhất vết gà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Dết gà bảo tiền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Dết gà làm rơi đồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Bán thịt gà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Mua gà thăng cấp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 8 Người chứng kiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 9 Người chứng kiến lá thơ hàm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc Chương 10 Điều tra kính mắt bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc